Chào các bác nhá, shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá, gửi lời chào toàn thể anh em. Hôm nay giới thiệu với anh em những cái mẫu phụ kiện vật tư phục vụ cho các bác nuôi ong mật nhá. Nuôi ong mật rất là nhiều, chân tầng ong này, cầu ong này, lồng nhốt chúa bằng nhựa này, lồng nhốt chúa bằng thép này, bình phụt khói chống ong đốt này, áo bảo hộ này, mũ bảo hộ này, rồi dao cắt bít mật này, khay cho ong ăn này, rồi ống bình bơ để hút mật nhé. Đấy, rất là nhiều thứ. Nhưng mà clip hôm nay sẽ giới thiệu chính cụ thể cho các bác chi tiết về cái thùng ong nhé, về cái thùng ong, về cái thùng ong, thùng nuôi ong nhé, thùng nuôi ong nội. Đấy. Thì bây giờ cái thùng này ấy, chất liệu của nó là bằng gỗ gạo nhé. Đầu tiên một cái thùng ong thì sẽ bao gồm, thì cái này tôi xếp sẵn cầu trong này thôi, nhưng mà cầu nó này sẽ không có đi theo, cái cầu ong này sẽ không có đi theo nhá. Một cái thùng ong ấy thì sẽ có tặng cho các bác một cái miếng ván ngăn nhá, mỗi một thùng được có một miếng ván ngăn đấy. Thế còn cái cầu ong này các bác có nhu cầu thì các bác sẽ mua thêm, của nó có mấy nghìn một cái thôi đấy nhá, có mấy nghìn một cái cầu ong này thôi. Thế còn cầu ong này đã khoan lỗ sẵn rồi để các bác căng dây, cái trường hợp các bác mà không có dây thì cũng sẽ lấy luôn dây theo và là các bác căng nhá. À, cầu ong này thì các bác cần cầu ong thì các bác mua thêm này. Bình thường thì anh em vẫn mua là một thùng này và 5 cầu hoặc là 10 cầu tùy nhá. Thế đây là cái thùng ong ấy là sẽ bao gồm là một cái ván ngăn, một ván ngăn. Thì giờ chi tiết về cái thùng này nhá, cái thùng ong này là thùng ong bằng gỗ gạo các bác nhá, làm bằng gỗ gạo, có nghĩa là gỗ nhẹ, gỗ nhẹ, gỗ xốp đấy, gỗ nhẹ, gỗ xốp. Cái gỗ này thì nó đảm bảo cho các bác là đảm bảo cho ong ấy nó là ấm về mùa đông và lại mát về mùa hè nhé, ấm về mùa đông này, mát về mùa hè này, thoáng nước, rong nước, hút nước rất là tốt, có nghĩa là nhanh khô. Đối với cái thùng gỗ gạo này ấy, thì cái tình trạng đọng nước ở trong này, này đọng nước trong này ấy, là hầu như là không bao giờ có nhé các bác nhé, không bao giờ có cái tình trạng đọng nước ở trong này. Và thứ hai nữa là đối với cái loại gỗ gạo này thì nó rất là nhẹ, gỗ xốp nó nhẹ thì giúp cho các bác vận chuyển, di chuyển ong nó được nhẹ nhàng, nó không vất vả nhé. Thế còn thùng ong mà làm quá nặng thì rất là vất vả. Đấy, đặc biệt cái ưu điểm của cái gỗ gạo này là nó hút nước rất là nhanh, nó không có bị ướt ở trong, nó khô nhanh, nó khô nhanh, nó tóm lại là nó khô nhanh nhé, nó không bị đọng nước ở trong. Và cái thùng này ấy, thì nó là cái thùng hàng tốt, hàng đẹp, giá nó cao một chút. Tốt đẹp, hàng đẹp ở cái chỗ ấy là tất cả những cái ván đóng lên các cạnh này ấy, nó là một tấm, gọi là một tấm này. Ví dụ như cái nắp này các bác nhìn thấy này, nguyên cái nắp này ấy, nó là một tấm đấy, một tấm rộng tới hơn 30 này. Cái số đo này hôm trước tôi đã chia sẻ với các bác rồi, nói chung nguyên cái này là một tấm thì nó là hàng đắt tiền. Thế còn hàng rẻ hơn mấy chục nghìn thôi thì nó sẽ, ví dụ như cái miếng này sẽ ghép bằng ít nhất là hai tấm, ít nhất là hai tấm ghép vào nhau, có khi là ba tấm nhá, có khi là ba tấm. Thì thùng này là thùng loại đẹp, là một tấm nhá, một tấm duy nhất chung quanh thùng, chung quanh thùng, có nghĩa là cả cái miếng chiều dài này nữa cũng là một tấm này, các bác nhìn này, cũng là một tấm luôn nhá. Chiều bên này nó cũng là một tấm đấy, nó cũng là một tấm nhá. Và hai cái cạnh đằng trước đằng sau cũng vậy, cũng đều là một tấm liền, một tấm liền. Đây là cái cửa nhá, đây một tấm liền này đó. Và cái phía bên này cũng vậy, cũng là một tấm liền luôn, một tấm liền luôn. Đây là cửa sổ này nhá, một tấm liền. Còn phía đáy ấy, thì phía đáy tất cả các thùng ong thì sẽ không ghép theo chiều dọc được, ghép theo chiều dọc thì nó sẽ co, nó vênh, nó làm méo móp, nó hỏng thùng nhá, nó không chuẩn. Tất cả các đáy này đều phải ghép theo chiều ngang. Đó, ghép theo chiều ngang. Và khi ghép theo chiều ngang rồi thì cái tấm đáy này tất cả các loại thùng đều là 3 miếng hoặc là 2 miếng ghép vào nhau, ghép theo hình chữ N này, có bôi keo này, cũng khá là khít đấy. Đấy, riêng cái tấm đáy ấy, là làm theo chiều ngang này thì nó sẽ là 3 tấm ghép vào nhau nha các bác nhé, 3 tấm ghép vào nhau. Còn lại tất cả các mặt đều nguyên một tấm hết, mỗi mặt là một tấm. Đấy, mặt nắp đậy cũng vậy, hay là sườn cũng vậy, mỗi mặt là một tấm. Gỗ gạo nhá, gỗ gạo chiều dày của nó là 2 phân, chiều dày gỗ là 2 phân này thì đảm bảo cho các bác ong phát triển rất là tốt nhá. Mỗi một thùng thì sẽ có tặng một cái miếng ván ngăn như thế này. Thế còn cái nẹp ở giữa hay cầu thì các bác sẽ mua thêm. Cái này thì nuôi ong thì cực kỳ rồi,
anh em kinh nghiệm rất nhiều thì là chọn những loại gỗ xốp. Thì nói chung nó gọi là hàng gỗ xốp, gỗ nhẹ, thì đợt hàng này thì nó là gỗ gạo, còn đợt sau thì có thể là gỗ sung. Nhưng nói chung là đảm bảo cho các bác đều là cái dạng gỗ xốp, gỗ nhẹ, không phải gỗ gạo thì là gỗ sung. Nói chung là gỗ xốp, gỗ nhẹ cho các bác, đảm bảo cho là ong thì ấm về mùa đông và mát về mùa hè, mà nó lại nhẹ nhàng trong quá trình các bác vận chuyển, di chuyển nhé. Thế còn cái bên cửa bên này thì nó có lỗ cho ong vào đây. Khi các bác mà di chuyển ong thì các bác đặt ngược lên, các bác xoay chiều này xuống để nhốt ong lại nhé, để nhốt ong lại. Thì khi nhốt ong lại như vậy, nó kín như vậy thì các bác phải mở bên cửa sổ này ra, mở cửa sổ ra thì để cho thoáng, không thì con ong nó sẽ bị ngộp, nó bị ngạt nhé. Thế còn bình thường ấy, bình thường hàng ngày ấy, thì các bác sẽ đóng cửa sổ vào. Đấy, tại vì tổ ong nhiệt độ nó rất là cao, nó cần kín nhá. Bình thường thì sẽ đóng vào. Thế còn khi mà các bác mà di chuyển mà đã chốt cửa bên kia rồi ấy, thì phải mở cái cửa sổ ra nhé. Đấy, có cái cửa sổ kéo này, có đinh chốt lại này. Đấy, thiết kế rất là tinh tế, chuyên nghiệp. Thì cái hàng này nó là hàng phục vụ các bác, gọi là hàng thương mại. Thì đâm ra là làm phải có một chút thẩm mỹ, đẹp một chút. Phía mặt ngoài này sẽ là bào nhẫn nha các bác, gọi là bào nhẫn cơ bản thôi, nhưng không phải là kỹ như cái đồ gỗ mỹ nghệ, nên có bào nhẫn. Thế còn các bác mà ở nhà hộ gia đình mà tự đóng lấy thì nhiều khi là sẽ không cần phải bào, không cần phải bào, nó để thô như mặt trong này, để thô như mặt trong này. Còn mặt trong thì đương nhiên là sẽ để thô nguyên rồi đấy, mặt trong để thô nguyên rồi. Thế các bác ở nhà mà tự làm lấy thùng ong ấy thì không cần phải cầu kỳ đâu, không cần phải bào ngoài đâu. Cái này nó là hàng bán ra các bác thì làm nó phải đảm bảo cái tính thẩm mỹ một chút, đẹp một chút. Các bác bỏ đồng tiền ra thì nó cũng xứng đáng hơn là so với mình làm lấy. Đấy, tiền nào của đấy các bác nhá. Hàng rất là ok. Bán dày 2 phân, gỗ gạo. Đấy là chi tiết về cái thùng nuôi ong nội. Đấy là thùng nuôi ong nội. Mọi thông tin cần tư vấn hay là alo về đặt hàng, mua hàng thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại ở dưới màn hình nhá. Các bác liên hệ các số điện thoại dưới màn hình. Shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Tân Yên Nhã Nam. Hàng thì cái thùng ong này là ship COD đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán tiền cho tiền cho người giao hàng nhé, không cần phải đặt cọc trước. Đấy, các bác cứ nhận được hàng kiểm tra. Bình thường các bác sẽ mua là một thùng ong này và 5 cái cầu. Đấy, 5 cầu ong. Đấy. Đấy, 5 cầu ong hoặc là 10 cầu ong thì tùy các bác. Rồi các bác chưa có chân tầng thì các bác mua thêm chân tầng luôn. Clip trước thì tôi đã giới thiệu chi tiết về cái chân tầng rồi đấy. Chân tầng này thì hàng cực kỳ rồi, rất là ok, các bác không phải chê điểm gì hết. Đây, ngoài ra thì còn rất nhiều các phụ kiện khác, các bác cứ xem và lựa chọn cho mình lấy một món đồ các bác đang thiếu. Và các bác thiếu món đồ nào thì các bác vui lòng ủng hộ shop. Shop rất cảm ơn nhá. Mong giao lưu với anh em toàn quốc, hàng ship COD. Đây, phụ kiện nhỏ cũng có này, kim di trùng, lồng nhốt chúa. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip nhá. Thùng nuôi ong mật nha. Xin chào và hẹn gặp lại cho các bác trong clip sau nha.